Này này, ở đằng sau, lùi lại nữa. What the fuck? What the fuck? Đúng là hai người cũng lo lắng mà. Chị cũng lo, Takeru cũng vậy. Chiaki, đừng nói là... Dạ, nếu đường đường chính chính là một sư chuyển trường thì rất tệ, nên em đành lén lút vậy. Đúng vậy đó. Hai chúng ta có cùng một suy nghĩ. Nào, Chiaki, đi thôi. Đi gì mà đi trước này? Sao vậy? Anh sẽ làm lộ hết. Lộ cái gì chứ? Dù gì thì nhìn anh cũng giống như một học sinh trung học khi mà. Không, anh không phải. Thôi đi đây. Này, không được đi. Thả. Tao thương để tràn ướt nỗi quê đi, cũng chỉ bởi vì em ra đi chẳng được đôi những ngày. Chờ ngày âm dương cùng thê lương Phật trên cao chẳng trông thấy, để mình hắn độ nàng thoát luân hồi. Trùng phùng nơi giang hải thăm sâu, nàng có muốn quay đầu không? Nàng cố chấp như chưa tin vào ý Phật. Thủy chiều lên phi điều bay cao, trần gian không còn ai ở. Nguyện một kiếp độ nàng thoát tam đồ.
các người là võ sĩ à? Đã chọn con đường này thì không có cơ hội nào quay đầu lại được đâu. Đi thôi nào. Cái gì thế này, cái gì thế này? Dừng lại, dừng lại. Sao hả? Ngon quá. Ồ, khỏi chê. Marco, mọi người nghĩ khác về chị rồi đó. Ngon quá chị ơi. Thật ra là có Hắc Nhân giúp sức. Nhưng mà về phần ướp gia vị là do chị làm. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân, tỉnh lại đi. Trà, mau mang trà. Cố cách ly và giãn cách mình với những ồn ào. Dạy phải làm sao? Em tô màu mắt của em màu xanh, bôi tròn son màu đỏ. Em không cần bước mà lăn vòng quanh trong một căn phòng nhỏ. Netflix từ sáng đến tối, em thiêu đi ánh sáng mặt trời. Ăn chưa rồi xong ăn tôi, anh shipper cũng đã quen mặt rồi. Tôi không kịp chăng cô ấy lại. Ôi vui quá, chị Marco nấu nồi cơm tối cho chúng ta nè.